Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và đừng quên 2888 vào trong game nhận quà sinh nhật hột good job các kiểu đa điều nha anh em. Ok, thì lúc này mình đang có mặt ở bên server Thái. Tại vì hôm trước ấy, thì mình có nói về cái chuyện là vòng quay bắn súng ấy. Lần đầu tiên nó có một cái súng là súng thường ở trong đó là khẩu M82B Ma Vương. Nhiều anh em có thắc mắc là không biết là cái súng huyền thoại mà đáng lẽ là nó phải ở trong vòng quay bắn súng thì nó là súng nào. Uầy, bên server Thái họ đang có sự kiện cho nạp 119 kim cương nhận ba lô huyền quang này, trông xịn không anh em? Đấy, trông xịn xò phê nhỉ, nhìn phê phê đấy. Ôi, có quả lấy huy hiệu đỏ tiếp gì này. Ở bên này thì cái sự kiện sinh nhật thì nó cũng na ná bên Việt Nam thôi. Đấy, chỉ có điều một cái khác đấy là họ sẽ tặng con Thiva vào ngày 29 tháng 8, còn Việt Nam mình sẽ phải đợi sang ngày đợi sang ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng ta mới được tặng. Nói chung là bên này thì nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Đấy, nó cũng na ná bên server Việt Nam thôi, vẫn bán XM8 lôi thần, nhưng mà nói thật là con XM8 lôi thần lần này nó không được hot cho lắm. Đấy, không hot cho lắm đấy, và anh em không máu ở đây lắm. Ui, quả vòng quay nhiều trang phục thế. Đây vòng quay bắn kim cương của họ thì đang là bộ tộc trưởng, còn vòng quay bắn súng của họ thì sẽ là bộ Groza Opera No Sen, tức là Groza Ma Vương nha anh em nhá. Và khẩu này tăng cho chúng ta một độ chính xác hay xuyên giáp, nói chung là chỉ số cùi. Đấy, chỉ số ấy chung mà cũng khá cùi anh em ạ. Và ui, quả vòng quay bắn súng này toàn súng vĩnh viễn này, quay thử phát. Đấy, ôi, chúng luôn XM8 hành quyết vĩnh viễn này. Và đấy, mà quay màn súng của người ta nó như thế này chứ lị. Mà quay màn súng ở cái server nào đấy thì chết. Mà quay màn súng ở server nào đấy thì nói với anh em đúng là còn cái nịt thật. Đây là cái Rosa Ma Vương, đúng cái vé cuối cùng. Đỡ ơi, dùng tiền mặt. Chúng ta sẽ có đó là một khẩu 24 giờ, một độ chính xác hay xuyên giáp. Phải nói thật là nó cũng chả cần thiết lắm với cả khẩu Rosa. Vì Rosa vốn dĩ đam nó to rồi, đam nó to nó bắn cũng chính xác rồi, thêm độ chính xác cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà thêm xuyên giáp thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì anh em ạ. Đấy, không biết bao giờ chúng ta mới có một khẩu Rosa và tăng 2 tốc bắn, 1 sát thương, mà căn bản bây giờ khẩu Rosa nó cũng hiếm cơ. Ok, vào game thôi. Đấy, mình làm trận chạy bo rank ở bên server Thái nhỉ. Bên này mình đang có cả khẩu AK-47 lãng tử âm nhạc nha, 1 sát thương, 1 băng đạn. Và làm trận chạy bo sinh tồn xếp hạng anh em. Đấy, chế độ sinh tồn, chiến đấu như gì đấy. Ok, có người anh em ạ, tôi tưởng là toàn bot, hóa ra có người, có thằng tên là người. Đây rồi, tôi phải đi đào kho báu phát. Tôi đi đào kho báu phát anh em ạ. Anh em thấy cô quả ngựa không xịn không? Anh em thấy tôi quả ngựa chốt không? Ngựa như thế này chứ lị. Ở bên server Việt Nam mãi không hiểu sao không bán cái con này đi để con được xài. Anh em thấy con ngựa tôi chết đâu. Con này nó có cả tiếng nhá, tức là khi mà chúng ta chúi xuống thì nó sẽ hí hí hí. Đấy, đấy nó sẽ có tiếng kiểu ngựa hí anh em. Xịn so bò luôn. Không hiểu sao Việt Nam chưa ra cái con này. Không biết bao giờ mới định bán, bởi vì là bên này họ sắp bán đến con rồng rồi. Tức là sau cái Skywing đầu tiên ấy thì đến Skywing ngựa mà họ chuẩn bị bán con Skywing rồng rồi, mà không biết bao giờ Việt Nam bán con Skywing ngựa này. Đấy, phê nào lút đồ. AWM luôn. AWM cũng chưa ba lô cấp 3 luôn. Tươi anh em ạ. Ok con dê. Sau khoảng thời gian chạy bo thì lúc này mình đã có một nháy. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải đi tìm hòm thính. Điều quan trọng là mình phải đi tìm hòm thính. Và khi mà mình đi tìm hòm thính thì mình sẽ có cơ hội để nhận đó là khẩu Rosa. Vì khẩu Rosa làm gì có trên bản đồ đâu mà húp. Rosa có nó dễ đâu mà húp. Ui, đằng kia là cái Monster Truck kìa. Ok, bắn nhau kìa. Vâng, ui, con bot với chúng tôi. Con bot thì đúng là một viên. Con bot bắn chỉ một viên anh em ạ, không bao giờ cần đến viên thứ hai luôn. Con bot yếu lắm. Con bot kiểu nó nhận sát thương bị nhiều hơn so với người bình thường ấy, thế nên là nó rất là yếu. Nhưng mà điều quan trọng là tôi phải đi tìm đó là cái hòm thính. Này, con bot này hạ ui, con bot này tên tiếng Việt ạ. Con bot này tên là Hà Đông ạ. Vãi, con bot tên là Hà Đông là tên tiếng Việt ạ. Vãi trưởng. Vãi trưởng này ơi, hòm thính ơi, hòm thính đầu tiên của cuộc đời này. FPD à? Ôi giời, không có ấy rồi. Sao lại không có, đây, đùa, không có Groza là như nào nhỉ? Đen thế nhỉ? Lại một ngày đen đủi rồi, Groza không có. Con bot bắn tôi. Con bot nó bắn tôi. U. Vãi à, tên 5 chữ U. Ông nào đặt tên nó ngáo, ngáo thế. Đặt tên nó lú chó thật sự ạ. Nào, bây giờ công cuộc đi săn hòm thính nó mới mệt đây. Đấy, phải lúc nào cũng
test cho anh em nó mượt mà đâu. Muốn test gì cho anh em nhá, tôi nói với anh em review có tâm là phải gọi là đi tìm hết tất cả thứ. Ví dụ như Rosa này phải vào trong chế độ sinh tồn đi nhặt nó mới gọi là phê. Nhiều anh em bảo là sao không vào huấn luyện mà bắn cho nó nhanh, huấn luyện thì nó lại dễ quá phải không? Vào huấn luyện thì nó lại là cái câu chuyện nó đơn giản quá, nó đơn giản như đan rổ. Sau một khoảng thời gian chạy bo tiếp theo thì lúc này ở đây có hồng thính đây ngon này, có hồng thính đây ngon này, thì ta kiểm tra hồng thính này. Ơ kìa, còn bot. Ui, thằng này không phải bot anh em ạ. Người. Vâng, bắn phát nó không chết thì là người rồi, người thì cũng sang hút thôi. Tầm này người bot thì cũng như nhau, ông này khác thì có bot không? Ui, chúng ta ghê thế, mình chủ quan, đời sau không chủ quan rồi anh em ạ. Không thể chủ quan được rồi. À, chủ quan là kéo nó lại tạch lô đấy. Và chủ quan là tạch ấy, dí quả Spat 12 tôi cũng thở oxy anh em ạ. Sợ thật, ảo ma Canada. À, đi nhặt hồng thính này xem nào. Nhặt hồng thính này xem nó có cái gì. Và hồng thính thứ tư rồi nhá. Đấy, hồng thính thứ tư rồi đấy. Mà hồng thính này mà còn không ra được Rosa nữa thì nó lại không ra Rosa M249 ạ. Đen thế nhở. Đen thật sự đấy, đùa sao dạo này nó cứ đen thế nào, đen thật sự, đen, đùa đen thế nhở. Anh em thấy tôi đen không? Ok con dê, bây giờ tôi chuyển qua trạng thái đi xe, mày chết. Đấy, còn bot vì chúng tôi còn bot một hút. Con bot tên là what the f anh em ạ, đắp what the fix. Đấy, úi thôi, đâu rồi, xem có, ôi dồi ôi, còn bot, nào, xem mà, ôi. Lại AWM ạ, đùa cay thế nhở. Không có một hòm thính nào trên cái bản đồ này có Rosa anh em ạ. Sao bây giờ cái khẩu này nó hiếm thế nhở. Đấy, bảo sao nó không được cho vào trong game Ghana Free Fire thì cũng đúng. Tôi sẽ kẹt xe. Xe bị kẹt ở hòm thính rồi. À, có nhiều anh em sẽ thắc mắc là bộ đồ mà tôi đang mặc là bộ đồ gì. Thì đây là bộ đồ chiến binh rùa xanh. Đấy, bộ đồ này thì sẽ được phát free. Đấy, ở một số server khác. Còn server nào đấy tôi không làm chắc nha anh em nhé. Ở một cái server nào đấy thì thường là không có cái gì ở free cả. Nhưng mà cái đồ chiến binh rùa xanh ở đa số server nước ngoài đều được free. Đấy là thông tin mà theo tôi biết là như vậy. À, thì anh em cũng chú ý cái vấn đề này. Đấy, cái bộ này là bộ chiến binh rùa xanh. Thì thực ra trông nó cũng chả đẹp lắm đâu. Trông nó cũng khá là bình thường. Nhưng mà nếu mà có free anh em vẫn thích hơn. Đấy, ui dồi, ôi người à. Người với chúng tôi thấy bắn máu thế. Đấy, bắn máu thế. Nhưng mà bạn không, ui, bạn nhiều bom keo này. Bạn không đặt ra là bạn dở rồi. Bạn nhiều bom keo thế này. Bạn không đặt thì bạn dở thật sự rồi. À, tôi sau khoảng thời gian chơi gọi là bét nhè chè đỗ xanh 16 kin và tôi vẫn chưa tìm được khẩu Rosa nào anh em ạ. Tuyệt vọng rồi. Đây có một khẩu Rosa ở bên đường. Có một khẩu Rosa ở đằng kia hướng 15. Có một thằng thanh niên đi loot đồ với chúng tôi. Thanh niên đi loot hòm, đi loot thính ạ. Đấy, loot thính ạ. Thằng này còn bot. Này, Sompa. Đấy, ok, tôi đảm bảo với anh em hòm thính cuối cùng này khả năng rất cao sẽ có Rosa này. Đây là hòm thính cuối cùng trong game rồi. Đấy, tổng cộng trong một ván Free Fire thì cái hòm nó được thả khoảng 9 lần, 10 lần gì đấy. Có khoảng 10 hòm thính xanh, 10 hòm thính vàng nhớ như vậy. Đấy, đây là hòm thính cuối cùng rồi. Hòm thính cuối cùng M79 ạ, đùa cay thế nhở. Cay thật sự ạ, đi tìm dành cả tuổi thanh xuân để đi tìm Rosa mà không có ạ, cay thế nhở. Chịu đấy, bó tay thật thế này, đúng là thật sự là bó tay chấm com rồi. Bảo sao cái khẩu này có ra ở trong vòng quay bắn súng không ai lấy cũng phải. Tại vì thật ra cái khẩu này mà có trò nó mà may mắn súng ấy thì thật ra có ai nhặt được đâu để mà dùng, có nhặt được đâu mà nó cũng không có trong tử chiến các kiểu luôn. Đấy, yêu cầu được bên Ghana cho ngay khẩu Rosa vào trong tử chiến nhá. Đấy, lại còn bot, chán lắm. Chán thật sự đây, bó tay rồi, không có Rosa đồ dùng gì hết. Buồn. Nói chung là chỉ có thể nói một câu là buồn. Đấy, giá một khẩu Rosa bắn test thử xem đam điểm nó như thế nào. Tất nhiên là vào luyện tập test thì cũng được thôi. À, có một thông tin nữa cũng khá hay. Đấy là cái mùa giải rank của chúng ta ấy, nó sẽ kết thúc sau 2 ngày nữa. Thật ra là chiều mai mùa giải rank sẽ kết thúc. Đấy, để tôi làm nốt con bot này. Xong rồi tôi cho anh em xem hai cái áo rank của mùa mới. À, chúng ta sẽ có hai cái áo rank cũng như là một cái khẩu súng là khẩu M14 Misa. Tôi không biết là có đúng như vậy không. Đấy, nhưng mà hình như là chúng ta sẽ có đó là phần thưởng mùa rank mới là khẩu M14 Misa. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta mới đang ở mùa rank 22, như vậy là mùa rank 23 chúng ta sẽ phải ở khẩu SKS Unreal cơ. Đây là cái áo của mùa rank 24. Đây, áo mùa rank 24 này, và đây là một cái áo mà trông khá đẹp. Và áo này thì dành cho cả nam cả nữ đều mặc chung được.
áo ranh của mùa 24 trông rất đẹp nhá. Một cái áo trông rất xịn sò. Còn đây là cái súng M14 của ranh mùa 24. Đấy, xịn sò con bò, nó sẽ là khẩu Misa. Đấy, khẩu M14 Misa. Đây là cái biểu tượng cũng như là cái hình nền của màu vàng này và kim cương này. Huyền thoại này, đấy, bạch kim huyền thoại các kiểu này, đấy, trông đẹp đúng không anh em? Thì tôi rất là thích những cái áo ranh mà nó có thể mặc cho cả nam và nữ nhá. Đấy, nhiều khi mình đỡ đau đầu, chứ còn cái áo mà chỉ mặc cho nam và chỉ mặc cho nữ trông khá là buồn cười. Đấy, ví dụ như cái áo mùa 21 thì hình như là không nhớ là mặc cho cả nam và nữ hay không. Đấy, 22, 23 thì tôi không nhớ, nhưng mà cái áo ranh mùa 24 này sẽ mặc được chung cho cả nam và nữ. Thì nói chung là tương đối đẹp. Hình như là chiều mai chúng ta sẽ kết thúc mùa ranh ở thời điểm hiện tại. Đấy, thì hy vọng là anh em đã đạt được một cái rank mà anh em cảm thấy thỏa mãn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với kênh của mình thì quên like và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.